Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị được khởi công đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tuyến metro đầu tiên được khởi công trên cả nước. Tiến độ dự án đang được đi đúng theo lộ trình, chính vì thế dự án này cũng được coi là mô hình kiểu mẫu để thành phố giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư tham gia các tuyến metro còn lại của thành phố. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận tại công trường thi công dự án mới đây nhất. Kính thưa quý vị, tôi đang đứng tại công trường thi công cầu cạn bắc qua sông Sài Gòn của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đây là một hợp phần trong gói thầu thi công đoạn trên cao gói thầu số 2 của tuyến metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, được khởi công từ tháng 8 năm 2012. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố thì dự kiến trong vài tháng tới nữa thì việc thi công đoạn cầu cạn sẽ hoàn tất. Những trụ khối bê tông đang được khoan nhồi như đang thấy ở đây là phần thi công một trong những trụ đỡ cuối cùng cho đoạn đường đi trên cao của tuyến metro số 1. Bên kia sông Sài Gòn, ngay bên chân cầu là một trụ đỡ cũng đang được xây gần như hoàn tất. Cách đó khoảng gần 100m là một trụ đỡ đã xây xong, nhìn xa hơn về phía quận 9 là một dãy các trụ đỡ đã gần như hoàn chỉnh. Ông Lê Khắc Huỳnh hiện là Phó trưởng Ban Quản lý Thường trực Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng 1-2 tháng thôi, các bạn sẽ thấy những cái dãy mà trụ sừng sững của tuyến đoạn lên cao nó sẽ vượt qua, và chúng ta sẽ thấy sẽ hình thành được cái sườn cái tuyến của cái đường sắt đô thị đầu tiên của chúng ta. Gói thầu số 2 của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên là đoạn đi trên cao, một trong ba gói thầu chính đã được chính thức khởi công từ cuối tháng 8 năm 2012. Tổng chiều dài đi trên cao là 17 km do liên danh nhà thầu Sienco 6 và Sumitomo thực hiện. Tuyến metro số 1 dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 47.300 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn ngân sách thành phố. Tháng 6 năm 2013, gói thầu số 3 cũng đã được ký kết giữa nhà thầu Hitachi Nhật Bản và Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đây là gói thầu mà tổng thầu là EBC trị giá 56 tỷ yên, bao gồm mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng hệ thống. Như vậy là chỉ còn lại gói thầu cuối cùng và cũng là phần thi công khó nhất của dự án, gói thầu số 1, thi công đoạn ngầm và nhà ga ngầm trung tâm ngay bên dưới chợ Bến Thành. Dự kiến cũng sẽ sớm được khởi công một phần trong năm nay. Cái nhà ga ngầm, nhà hát thành phố thì nếu mà chúng ta làm được thì trong tháng 6 chúng ta thực hiện cái này, rào chắn thực hiện cái này. Là thành phố cũng đã cơ bản chấp thuận rồi, nhưng mà còn xin thêm một vài cái vấn đề nữa để mà hoàn chỉnh cái pháp lý để phê duyệt. Metro số 1 xuất phát từ chợ Bến Thành đến Suối Tiên, quận 9, tương lai dự kiến kết nối đến thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tuyến ngầm 1B đó thì mình cũng đang như ở trong giai đoạn là thương thảo hợp đồng để chuẩn bị, để Ủy ban thành phố thì đang tập trung để chuẩn bị cho cái phê duyệt gói thầu này. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cuối năm 2017 sẽ được hoàn tất thi công và vận hành thử, đến năm 2018 sẽ chính thức đưa vào phục vụ hành khách. Dự kiến công suất vận tải những năm đầu tiên khoảng hơn 180.000 hành khách mỗi ngày, hoạt động từ 5 giờ sáng đến hơn 23 giờ đêm. Sau đó, công suất vận chuyển sẽ được nâng lên hơn nửa triệu lượt khách mỗi ngày vào năm 2020. Ông Lê Khắc Huỳnh cho biết việc xây dựng tuyến metro số 1 đang thuận lợi sẽ là động lực và cũng là mô hình kiểu mẫu để giới thiệu và kêu gọi vốn đầu tư cho những dự án metro còn lại của thành phố. Đơn cử như dự án metro số 5 giai đoạn 2 hiện cũng đang được các nhà đầu tư Anh và Hàn Quốc muốn hợp tác đầu tư. Nước Anh có kinh nghiệm hơn 150 năm xây dựng đường sắt đô thị, do vậy chúng tôi cảm thấy rất phù hợp để có thể tham gia những dự án metro tại Việt Nam. Đó cũng là lý do chúng tôi có sự quan tâm đặc biệt đến dự án metro 5 giai đoạn 2. Theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có tổng cộng 8 tuyến metro. Hiện các tuyến metro số 2 và giai đoạn 1 của metro số 5 đã có nhà tài trợ và cũng đã được lên kế hoạch xây dựng vào khoảng năm 2015.